Tra cứu mã số thuế người phụ thuộc là điều bạn hoàn toàn có thể làm được thông qua các thiết bị có kết nối internet mà không cần phải mất thời gian đến cơ quan thuế. Theo quy định thì người nộp thuế khi đăng ký giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc sẽ được cơ quan thuế cấp mã số thuế cho người phụ thuộc. Vậy cách tra cứu mã số thuế người phụ thuộc online như thế nào? Tìm hiểu ngay trong nội dung ngay sau đây của VNcast 24 giờ nhé. Mã số thuế người phụ thuộc là gì? Mã số thuế của người phụ thuộc được hiểu là một dãy số gồm tất cả 10 chữ số do cơ quan thuế cấp cho người phụ thuộc. Ví dụ, mã số thuế người phụ thuộc 8984 683 746, mỗi người phụ thuộc sẽ có một mã số gồm 10 chữ số để tra cứu đảm bảo lợi ích trong việc quản kỳ thuế được thuận lợi và dễ dàng hơn. Mã số thuế cấp cho người phụ thuộc sẽ là mã số thuế cá nhân khi cá nhân phát sinh nghĩa vụ với ngân sách nhà nước. Theo đó, mã số thuế người phụ thuộc chính là mã số nhằm mục đích giảm trừ gia cảnh hoặc thực hiện các công việc liên quan tới ngân sách nhà nước. Để được cung cấp mã số thuế người phụ thuộc, cá nhân phải thuộc các trường hợp dưới đây con, con đẻ, con nuôi hợp pháp, con ngoài giá thú, con riêng của vợ, con riêng của chồng. Con đang theo học tại Việt Nam hoặc nước ngoài bậc trung cấp, cao đẳng, đại học, trường dạy nghề từ đủ 18 tuổi trở lên không có thu nhập hoặc thu nhập thấp. Tính thu nhập bình quân tháng trong năm không vượt quá 1 triệu đồng từ tất cả nguồn thu nhập. Vợ hoặc chồng người nộp thuế nếu trong độ tuổi lao động đáp ứng điều kiện bị khuyết tật, không có khả năng lao động, không có thu nhập hoặc thu nhập ấp. Cha đẻ, mẹ đẻ, cha vợ, mẹ vợ, cha chồng, mẹ chồng, cha dượng, mẹ kế, cha nuôi và mẹ nuôi hợp pháp. Các cá nhân khác không có nơi nương tựa, đáp ứng điều kiện khuyết tật không có khả năng lao động, không có thu nhập hoặc thu nhập thấp, tính thu nhập bình quân tháng trong năm không vượt quá 1 triệu đồng từ tất cả nguồn thu nhập mà người nộp thuế có trách nhiệm phải nuôi dưỡng. Cách tra cứu mã số thuế người phụ thuộc online trên ETAX Để hoàn thành việc tra cứu mã số thuế của người phụ thuộc online trên ETAX, bạn cần phải lưu ý máy của bạn cần cài đặt dụng phần mềm hỗ trợ đọc Xác minh tờ khai, thông báo thuế định dạng XML, e Viewer mới có thể thực hiện được cách tra cứu này. Nếu cần tải ứng dụng, bạn hãy nhấn vào đường link bài viết dưới phần mô tả hoặc comment. Dưới đây là cách hướng dẫn tra cứu mã số thuế người phụ thuộc với vai trò là doanh nghiệp. Bạn có thể thực hiện tương tự để tra cứu mã số thuế người phụ thuộc với vai trò là cá nhân. Bước 1. Truy cập vào website thuế điện tử tại thuế điện tử.gdt.gov.vn, sau đó đăng nhập với vai trò là doanh nghiệp. Bước 2, điền thông tin vào mục tên đăng nhập, mật khẩu, đối tượng và mã xác nhận. Trong đó, tên đăng nhập, mã số thuế quản lý, với mã số thuế là mã số thuế của doanh nghiệp. Mật khẩu là mật khẩu được cấp để đăng nhập vào hệ thống. Bạn cần lưu ý nhập đúng các thông tin này. Nếu không khớp, hệ thống sẽ đưa ra cảnh báo. Tiếp đó, bạn nhập chính xác mã xác nhận được hiển thị trên màn hình nhấp chọn nút đăng nhập. Bước 3, Chọn mục tra cứu sau đó tại chọn thông báo khai thuế rồi nháy chuột vào loại thông báo. Mặc định là tất cả. Bước 4. Trong tùy chọn loại thông báo, bạn chọn mục gửi kết quả cấp mã số thuế cho người phụ thuộc và nhấn nút tra cứu. Bước 5. Lúc này, hệ thống hiển thị kết quả và bạn có thể nhấn chọn nút tải về, nếu cần. Cách tra cứu mã số thuế người phụ thuộc trên IHTKK Bước 1. Các bạn truy cập vào hệ thống nhận tờ khai của Tổng Cục Thuế theo đường dẫn nhắn tố khải.gdt.gov.vn Bước 2. Điền thông tài khoản và mật khẩu để đăng nhập hệ thống nhận tờ khai Bước 3. Trình quản lý thuế của doanh nghiệp hiển thị Các bạn chọn mục tra cứu sau đó nhấn tra cứu thông báo ngay thanh phía dưới Bước 4. Màn hình hiển thị Các bạn chọn khoảng thông báo cho mã số thuế người phụ thuộc đăng ký Bước 5. Các bạn thực hiện như bước 3 cách tra cứu trên ETAX và mở hồ sơ vừa tải về là có thông tin mã số thuế của người phụ thuộc. Cách tra cứu mã số thuế người phụ thuộc trên thu nhập cá nhân online Bước 1. Bạn truy cập vào trang website tncnonline.com.vn để tra cứu mã số thuế người phụ thuộc. Truy cập thành công, bạn nhấn chuột chọn vào mục người phụ thuộc. Bước 2. Sau đó, bạn chọn mục tổ chức cá nhân để thực hiện đăng nhập vào tra cứu mã số thuế người phụ thuộc. Bước 3. Tại bảng đăng nhập, bạn điền mã số thuế của tổ chức chi trả thu nhập và ngày cấp mã số thuế vào các ô trống tương ứng. Tiếp đến. Bạn tiếp tục điền các thông tin để chọn cơ quan quản lý cục thuế tỉnh, thành phố, cơ quan thuế quản lý. Bước 4, bạn nhập mã xác nhận thông tin là những chữ và số ngay bên cạnh vào ô trống tương ứng. Bạn lưu ý là cần nhập đúng chữ cái in hoa và in thường sau đó nhấn đăng nhập. Sau khi bạn đăng nhập thành công, bạn chọn nút tra cứu file sẽ xuất hiện file kết quả cấp mã. Trường hợp nếu đơn vị bạn gửi nhiều file thì bạn chọn file muốn tải về kết quả cấp mã người phụ thuộc tại của kết quả cấp mã rồi click chuột trái để thực hiện tải file về. Tra cứu mã số thuế người phụ thuộc trực tiếp tại cơ quan thuế. Ngoài việc tra cứu mã số thuế người phụ thuộc qua online thì bạn có thể đến trực tiếp cơ quan thuế để tiến hành tra cứu. Khi đến cơ quan thuế, bạn cần mang theo chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân. Lưu ý, trường hợp cá nhân nộp thuế đã tính giảm trừ gia cảnh khi sử dụng mã số thuế người phụ thuộc thì có thể tra cứu mã số thuế người phụ thuộc tại cơ quan thuế đã trực tiếp quản lý tổ chức trả thu nhập đó. Trường hợp cá nhân chưa tính giảm trừ gia cảnh khi sử dụng mã số thuế người phụ thuộc thì tra cứu mã số thuế người phụ thuộc tại Tổng cục Thuế hoặc chi cục thuế nơi cá nhân cư trú hoặc đăng ký tạm trú, tạm vắng. Một số lưu ý khi tra cứu mã số thuế người phụ thuộc. Khi tra cứu mã số thuế người phụ thuộc các bạn cần lưu ý một số vấn đề sau. Pháp luật nghiêm cấm việc thực hiện tra cứu và sử dụng mã số thuế người phụ thuộc của người khác. Phải ghi rõ thông tin về hóa đơn, tài liệu, chứng từ các giao dịch về thuế. Nếu mã số thuế bị khóa chứng tỏ người nộp thuế thường nợ thuế quá nhiều hoặc có thời gian dài không nộp thuế cho cơ quan thuế trong trường hợp mã số thuế bị khóa người sử dụng sẽ không thể đăng nhập vào tài khoản đó để nộp tờ khai thuế qua mạng điện tử